khởi tố nguyên giám đốc kế toán trưởng trung tâm điều dưỡng. Có hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng bình ổn. Bắt hai vợ chồng hành hạ cô gái trẻ. Bực tức đâm chết người vì bị nói là bám váy đàn bà. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới sai phạm xảy ra tại trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An. Các bị can gồm có Nguyễn Thị Lam sinh năm 1967, nguyên giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An, Phan Hồng Sơn sinh năm 1980, kế toán trưởng của Trung tâm điều dưỡng và Nguyễn Bá Ngọc sinh năm 1987, giám đốc công ty cổ phần xây dựng 268 Hưng Nguyên. Quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An có chức năng điều dưỡng người có công, thân nhân người có công với cách mạng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Nghệ An xác định vào năm 2021, bà Nguyễn Thị Lam, thời điểm giữ chức vụ giám đốc trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An đã cấu kết với Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn thực hiện lập khống hồ sơ đấu thầu, hồ sơ mua sắm và hồ sơ thanh toán gói thầu mua sắm, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người có công để rút tiền khỏi ngân sách nhà nước trái quy định nhằm thu lợi bất chính và gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngày 25 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra mở rộng đối với các vi phạm các gói thầu còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 29 tháng 6, Trần Văn Dương, 39 tuổi, chú thị trấn Thái Thịnh, xã Kinh Môn, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương tạm giữ để điều tra hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu, Dương nghi ngờ vợ mình là chị Hát ngoại tình với hai người đàn ông ở cùng thôn, Tống Buồng, xã Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn là anh Dê, 35 tuổi và anh Hát, 35 tuổi nên đã có ý định trả thù tình địch. Sáng cùng ngày, Dương phát hiện vợ mình đang ở nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nên mang hung khí đến tìm vợ. Đến nhà nghỉ, Dương đánh gây thương tích cho vợ. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Dương đến nhà của bà PTK, sinh năm 1961, là mẹ của Dê ở thôn Tống Buồng, Thái Thịnh, Kinh Môn, Tại đây, đối tượng dùng dao chém vợ chồng ông bà ca. Hậu quả bà ca tử vong tại chỗ, ông P, chồng bà ca bị thương nặng. Sau khi gây án, Dương tiếp tục phóng xe đến nhà anh Hát ở gần đó, đuổi chém anh Hát rồi lấy xe máy của bố anh Hát để bỏ trốn. Ngay khi nhận được tin báo Dương gây án tại nhà bà ca, lực lượng công an phường Thái Thịnh khẩn trương truy tìm đối tượng. Khi Dương vừa bỏ chạy ra tới đầu làng thì bị công an địa phương bắt giữ sau 10 phút gây án. Công an phường Thái Thịnh đã thu giữ phương tiện, hung khí gây án, Đồng thời phối hợp với công an thị xã Kinh Môn bảo vệ hiện trường, hỗ trợ khám nghiệm pháp y, lấy lời khai ban đầu. Hiện công an thị xã Kinh Môn đã bàn giao nghi phạm cho đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Ngay trong ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dương để điều tra về hành vi giết người. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 30 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thanh Đức, 41 tuổi và Nguyễn Thị Thu Vân, 35 tuổi, vợ của Đức, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa về tội hành hạ người khác. Theo điều tra, sáng 24 tháng 6, chị H, 22 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, đến Công an phường Tam Phú trình báo việc bị vợ chồng Đức đánh đập hành hạ nhiều ngày ở đường Tam Bình, phường Tam Phú được biết chị hát được người thân gửi đến ở nhà vợ chồng đức để đi học nghề trong quá trình sinh sống cả ba xảy ra mâu thuẫn và ghen tuông từ đó đến nay chị hát nhiều lần bị hai vợ chồng này nhốt hành hạ dã man quá trình này diễn ra trong thời gian dài làm nạn nhân bị thương nặng gãy răng gãy nhiều xương sườn tại một số vị trí nhạy cảm trên cơ thể bị thương vào ngày 16 tháng 6, sau khi bị Đức và Vân đánh nhiều lần, chị Hát chịu không nổi nên lợi dụng lúc hai vợ chồng sơ hở đã bỏ trốn được ra khỏi căn nhà. Chị Hát sau đó xin tiền người dân, bắt xe về quê Phú Yên. Chị Hát được bố mẹ đưa vào điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đến ngày 24 tháng 6, sau khi sức khỏe ổn định, chị Hát đến công an phường Tam Phú trình báo sự việc. Chị Hát được chẩn đoán là bị đa chấn thương, hiện tại tinh thần vẫn còn hoảng sợ. Công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc bắt giữ vợ chồng Vân và Đức. Tại cơ quan công an, hai vợ chồng khai nhận hành vi như trên. Ngày 29 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vân và Đức để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Mới đây, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng nghiêm trọng làm hai người thương vong xảy ra tại phường Bình Triều ngày 28 tháng 6. Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án là Đoàn Văn Trọng, 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang. Đồng thời xác định được nạn nhân tử vong là anh Phương, 40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Bước đầu công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Anh Phương có vợ là chị L, khoảng 38 tuổi, ngụ Thủ Đức chị l và anh phương đang làm thủ tục ly dị chị l sau đó bỏ nhà đi trong lúc chị l ở với trọng thì trọng thấy chị l nhắn tin với anh phương kiểm tra tin nhắn trọng thấy nội dung có nói trọng là người yêu bám vé đàn bà không làm gì ra tiền bắt chị l nuôi thế vậy trọng bực tức đến gặp anh phương để làm rõ về việc anh phương nói xấu về trọng cho l nghe tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn anh phương gọi thêm một số người khác dùng hung khí đuổi đánh trọng trong lúc bị vây đánh trọng rút dao đâm anh phương và một người khác bị thương anh phương nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi người còn lại trọng thường cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện trọng đã bị bắt sau đó nhằm bình ổn thị trường vàng ngân hàng nhà nước thực hiện bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm bidv agribank viettinbank vietcombank và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc để cung ứng trực tiếp tới người dân tuy nhiên ngay sau đó trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc ngân hàng nhà nước thiếu vàng để bán mặt khác tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá hưởng tranh lệch gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế vì vậy cơ quan này đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt đầu cơ trục lợi thao túng thị trường đồng thời chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng quốc doanh và sgc để hạn chế tình trạng đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng gây mất trật tự trị an Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố, phòng an ninh kinh tế đã tổ chức lực lượng trinh sát xác minh làm rõ những sự việc nói trên. Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng an ninh kinh tế đã xác định có một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố. Ban đầu xác định có khoảng 4-5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng, sau khi số khách hàng nghi vấn được thuê giao dịch mua vàng xong với ngân hàng. Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các địa điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng. Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các chính sát xác, xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Ngày 17 tháng 6 thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố, phòng an ninh kinh tế đã phối hợp với cục quản lý thị trường Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mua bán vàng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Hà Nội đã cho người đi xếp hàng thu mua vàng Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SGC, ngoại tệ, nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SGC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng. Chỉ huy Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo người dân không nên mua vàng miếng ở những cơ sở không được cấp phép kinh doanh, vi phạm quy định sẽ bị phạt từ 250 triệu đến 300 triệu đồng. Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Hữu Thịnh, sinh năm 1980, nơi ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, về tội giết người và cướp tài sản. Phiên tòa được xét xử công khai kết hợp rút kinh nghiệm, điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng kết nối với 28 điểm cầu thành phần là Tòa án Nhân dân 2 cấp, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2020, Hoàng Hữu Thịnh có quan hệ tình cảm với chị VHA, sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Sau đó hai người chia tay. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, chị A gọi điện thoại hỏi vay Thịnh 4 triệu đồng để mua điện thoại. Thịnh đồng ý. Vào khoảng 19h30 phút cùng ngày, cả hai có quan hệ nam nữ. Sau đó, Thịnh đi ra ngoài và nhìn qua khe cửa, thấy chị A đang lục ví của mình. Thịnh bèn đi vào nói không đồng ý và rằng ví với chị A. Lúc này ví rơi xuống đất Chị A cúi xuống nhặt Thì Thịnh bất ngờ dùng tay trái Ghi cổ chị A Tay phải đẩy vào vùng thắt lưng Làm chị A ngã Phần đầu đập xuống nền nhà bất tỉnh Thịnh vỗ nhẹ vào mặt chị A không thấy phản ứng Nên nghĩ chị A không còn sống Thấy vậy Thịnh lấy dây ni lông buộc hai chân Hai tay chị A lại Lấy hai bao tải dứa Một vỏ bao trùm từ trên đầu Và một vỏ bao trùm từ dưới chân Dạng sáng ngày 10 tháng 6 năm 2023 Thịnh vác bao tải này trên vai, đưa ra khỏi nhà phi tang, đến trước cửa nhà số 282 đường Đa Phúc, thấy ánh đèn xe của người đi đường, Thịnh sợ bị phát hiện nên bỏ bao tải về nhà ngủ. Chiều mùng 10 tháng 6 năm 2023, người dân phát hiện thi thể chị A tại đây nên trình báo công an. Kết quả điều tra xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não. Ngày 11 tháng 6 năm 2023, Thịnh ra đầu thú. Trên cơ sở kết quả điều tra, Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Hữu Thịnh về tội giết người, quy định tại điểm e, n, khoản 1, điều 123 và tội cướp tài sản, quy định tại khoản 1, điều 168 Bộ luật hình sự. Về phần trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, tiền cấp dưỡng và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Hữu Thịnh. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Hữu Thịnh 23 năm tù về tội danh nêu trên. Ngày 29 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương, sinh năm 1979, ở khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Lê Ngọc Phương có thời gian dài công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị gần 20 năm từ năm 2003 đến tháng 10 năm 2022 thì có quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức nên Phương biết rõ về các thủ tục hồ sơ liên quan đến đất đai. Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023 do cần tiền tiêu xài cá nhân nên lúc những người dân nhờ Phương làm hồ sơ thủ tục về đất đai thì Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ. Phương ứng trước một số tiền về lý do để làm hồ sơ, thủ tục ban đầu. Sau đó, Phương đưa ra các thông tin gian dối khác như sắp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp tiền thuế, mời khách để những người nhờ Phương đưa thêm tiền và bị Phương chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chứng minh Phương lừa đảo chiếm đoạt của 11 bị hại, 11 người gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Trong đó, có 9 bị hại ở huyện Triệu Phong, 2 bị hại ở huyện Hải Lăng, với tổng số tiền 594 triệu đồng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt đề vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đề nghị ai là bị hại của Lê Ngọc Phương thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Ngày 29 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Long, cựu tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa TNB và Nguyễn Thị Phi Yến, cựu trưởng phòng giao dịch TNB Bạch Mai cùng mức 42 tháng tù tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội, ba bị cáo còn lại thuộc công ty chứng khoán Trường Sơn, TSS gồm Hoàng Minh Sơn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, Hồ Hoài Nam, cựu tổng giám đốc, Nguyễn Trung Thành, cựu phó tổng giám đốc bị phạt từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng Hoàng Minh Sơn ngoài án phạt còn phải bồi thường số tiền lãi phát sinh hơn 18 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, tháng 12 năm 2011, Ngân hàng Nhà nước có quyết định hợp nhất ba ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ nhất Sài Gòn Việt Nam Tiên Nghĩa thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Vụ án xảy ra trước khi Ngân hàng Việt Nam Tiên Nghĩa bị hợp nhất thành SCB. Cụ thể, giai đoạn 2008 đến 2009, Ngân hàng Tiên Nghĩa thực hiện việc cho vay chất khấu giấy tờ có giá theo quyết định số 03 2008 QĐ NHNN. Phòng giao dịch Bạch Mai, Ngân hàng Tiến Nghĩa do Nguyễn Thị Phi Yến làm giám đốc đã chủ động trao đổi với công ty chứng khoán Trường Sơn về việc hợp tác cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán. Theo hợp đồng hợp tác cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán được hiểu là ngân hàng Tiến Nghĩa cho các khách hàng đầu tư chứng khoán của TSS vay tiền để mua chứng khoán niêm yết. Tài sản bảo đảm và nguồn trả nợ là từ nguồn thu từ việc bán chứng khoán đã mua. Quá trình triển khai thực hiện hợp đồng hợp tác từ ngày 31 tháng 5 năm 2010 đến ngày 14 tháng 9 năm 2011, Phòng giao dịch Bạch Mai đã giải ngân cho TSS tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2011, TSS còn nợ gốc hơn 43 tỷ đồng và nợ lãi 1,7 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Ông Hồ Hoài Nam, Nguyễn Trung Thành có vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị cáo Phan Thanh Long, Hoàng Minh Sơn và Nguyễn Thị Phi Yến thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng. Sau khi vụ án được khởi tố, từ ngày 11 tháng 3 năm 2015 đến ngày 15 tháng 6 năm 2015, ông Hoàng Minh Sơn đã chuyển hơn 43 tỷ đồng và sau đó chuyển tiếp số tiền lãi hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB để trả số tiền nợ gốc lãi của công ty TSS tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Long và Nguyễn Thị Phi Yến mức án 42 tháng tù, các bị cáo còn lại nhận án từ 30 đến 36 tháng tù treo. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang chuẩn bị đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra tại huyện Trợ Mới ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có 23 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới và một số lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, từ năm 2019 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền đã tạm ứng chi thăm hỏi, chúc Tết hơn 1,3 tỷ đồng. Lúc này thường trực Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của Ngô Hoàng Hiếu, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Vũ Minh Thao và Nguyễn Hồng Viễn cùng là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nguyễn Văn Ven, Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Lê Quốc Điền và Nguyễn Tuấn Minh cùng là phó Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Cuộc họp để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ các khoản trên. Tại các cuộc họp, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh quyết toán kinh phí gửi tiền về cho Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng. Sau các cuộc họp, bị can viễn trực tiếp hoặc phân công ven, điền hoặc minh liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đó, mỗi xã được ấn định khoản tiền phải nộp 300 đến 500 triệu đồng tùy tình hình địa bàn mà chọn các công trình quyết toán khống hoặc rút ruột, đổi lại, phía huyện sẽ tạo mọi điều kiện hợp thức hóa hồ sơ quyết toán. Tại xã Hòa Bình, Chủ tịch Đặng Thanh Bình đã quyết định rút ruột công trình, gây thiệt hại ngân sách hơn 750 triệu đồng, nhà thầu được hưởng 380 triệu đồng, huyện được chia 320 triệu. Tương tự, sau khi nhận được báo cáo từ ông Ven khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội An Bùi Minh Trí cho biết về việc giao thi công cọc không đúng hợp đồng của Huỳnh Văn Hào, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Tú, ông Ngô Hoàng Hiếu đã chỉ đạo cho xã quyết toán 100% khối lượng công trình như hợp đồng và nộp số tiền dư cho ủy ban nhân dân huyện. Sau khi kho bạc huyện chuyển cho Hào hơn 387 triệu đồng, Hào giữ lại tiền chi phí thi công hơn 78 triệu đồng, còn 300 triệu nộp về ủy ban nhân dân huyện. Tại xã Hòa An, Tấn Mỹ cũng bị thường trực ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo về việc phải nộp tiền cho huyện trả nợ và chúc Tết tiếp khách. Các chủ tịch ủy ban nhân dân xã gồm Lưu Văn Khôn xã Hòa An, Trần Hữu Đức, Nguyễn Thị Bích Liễu cùng xã Tấn Mỹ, Đặng Thanh Bình, xã Hòa Bình và Bùi Minh Chí xã Hội An đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình, giảm thi công một số hạng mục, quyết toán khống lấy tiền gửi cho Ủy ban Nhân dân huyện, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2020, Chủ tịch xã Lưu Văn Khôn đã bàn bạc với kế toán Nguyễn Thủy Trang chọn quyết toán khống lấy 1,4 tỷ đồng từ 3 công trình đường do nhân dân góp tiền xây dựng. Ông Khôn giữ lại hơn 100 triệu đồng tiêu xài cá nhân, phía huyện lại quả 60 triệu đồng để địa phương có kinh phí hoạt động. Năm 2021, Chủ tịch xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Liễu nhờ Huỳnh Khải, chủ cửa hàng cát đá, xuất khống năm hóa đơn thi công đường để quyết toán 330 triệu đồng. Sau khi nộp về huyện 200 triệu đồng và các khoản chi cho Khải, Liễu dùng hơn 100 triệu đồng để giải đá thi công. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều sai phạm tại công trình cải tạo chợ xã Tấn Mỹ. Sự việc được xác định có sự tiếp tay của cán bộ huyện. Sau khi vụ việc bại lộ, Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới đã yêu cầu những người có liên quan hoàn trả số tiền gây thất thoát cho ngân sách và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can. Sau đó, các bị can cũng đã nộp khắc phục hậu quả hơn 3,2 tỷ đồng. Thời gian mở phiên tòa dự kiến từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 7, tòa cũng triệu tập 33 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.